Mời quý vị khách quý cùng thưởng thức tiết mục Múa Nón Đảng Đã Cho Ta Một Mùa Xuân do Chi hội Phụ Nữ thôn Ngô Xá 1, xã Yên Bằng, huyện Ý Yên biểu diễn. Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ấm vòng, một mùa xuân tràn ánh sáng khắp nơi nơi. Đảng đã mang về tuổi xuân cho nước non, vang tiếng hát ca chứa tràn niềm yêu đời. Bao năm khổ đau đất nước ta không mùa xuân, cuộc đời tâm tôi chốn lao tù bao hờn căm. Vầng dương hết Hãy subscribe.